shop khởi nghiệp, xưởng chuyên sỉ váy đầm thời trang nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, chính sách giá hỗ trợ ưu việt, luôn cập nhật các xu hướng thời trang. Truy cập ngay website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để nhận ưu đãi tốt nhất. Shop Vương, khởi nghiệp thành công là khi Forer tự trả được lương cho mình đủ để đảm bảo cuộc sống. Đừng nói thành công là phải thành kỳ lân, khó lắm. Trong quan niệm của Shop Vương, người khởi nghiệp có thể tự trả được lương cho mình đã được tính là thành công, chứ không nhất thiết phải thành stop trị giá hàng triệu, hàng tỷ đô la Mỹ. Là một trong năm cá mập có mặt tại Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên, Shark Trần Anh Vương đến nay vẫn được nhiều khán giả yêu mến nhờ vào sự hài hước, thông minh và thái độ luôn chân thành với các stop. Bên lề diễn đàn Việt Nam Online Business Forum 2019 tổ chức tại Hà Nội, Shark Trần Anh Vương đã có cuộc trao đổi ngắn với chúng tôi về những góc nhìn tích cực của anh trong vấn đề khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, cũng như khuyến khích các bạn trẻ nên dấn thân vào khởi nghiệp. Anh kể trong một chuyến đi lên Bắc Giang, có những bạn trẻ hỏi anh rằng họ đang làm tảo xoắn, đang trồng sắn, trồng khoai thì có tính là khởi nghiệp không? Và câu trả lời của anh là có, quan trọng là tinh thần làm chủ và người trẻ cần mang tinh thần ấy truyền tải tới cộng đồng xung quanh. Shark Vương khẳng định rằng, rõ ràng định nghĩa khởi nghiệp nên mở rộng ra, nếu chỉ xoáy vào khởi nghiệp sáng tạo, vào stop kỳ lân thì những người đang làm các công việc như này lại phải xếp vào lập nghiệp, rồi chúng ta lại phải giải thích lập nghiệp là gì, vậy rất mệt. Tôi nói với các bạn ấy khởi nghiệp là tự trả lương cho mình. Các bạn lại hỏi khởi nghiệp thành công là gì thì tôi bảo đến lúc các bạn tự trả được lương và đảm bảo cuộc sống của mình thì đó là khởi nghiệp thành công. Bởi vì người khởi nghiệp bao giờ lương trả cho bản thân họ cũng là những đồng tiền cuối cùng, có ai nhận lương đâu. Khi những đồng bạc cuối họ nhận về đủ đảm bảo cuộc sống thì nghĩa là khởi nghiệp thành công, chứ đừng nói là thành công phải thành kỳ lân, khó lắm. Với những startup copy mô hình có sẵn từ nước ngoài, cựu cá mập mùa thứ nhất này cũng không ngại thừa nhận, đây cũng là một hình thức khởi nghiệp. Shark Vương chia sẻ rằng, nếu không nghĩ ra cái gì mới thì chúng ta đi học từ những người giỏi hơn, đây là cách sáng tạo nhanh nhất. Có thể bạn không sáng tạo ra mô hình nhưng bạn sáng tạo ra thị trường mới, sáng tạo ra nhu cầu chứ đâu phải hoàn toàn không sáng tạo. Cuộc sống này là sự copy của bao nhiêu thứ, đâu nhất thiết phải ngồi một chỗ rồi lại nghĩ ra thứ mới tinh hoàn toàn mới tính là khởi nghiệp đâu. Được biết, Shark Trần Anh Vương cũng là một doanh nhân, nhà đầu tư, người luôn ủng hộ khuyến khích người trẻ dẫn thân vào con đường startup. Với những ai đam mê khởi nghiệp nhưng chưa biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu, Shark Vương khuyến khích họ đến gặp anh trực tiếp và đừng ngại trình bày ý tưởng. Shark Vương khẳng định rằng, dù bạn chưa có gì trong tay, chỉ cần mang một tờ A4 đến và cho tôi thấy ý tưởng của bạn. Nếu tôi thấy hay và bạn chấp nhận mất 40% cổ phần thì chúng ta bắt tay hợp tác. Tôi cam kết bạn không phải bỏ thêm tiền mà chỉ phát triển ý tưởng. Đến một mức nào đó, ví dụ khi tôi chỉ còn khoảng 10% và nhiều nhà đầu tư khác cùng vào, bạn vẫn sẽ là người điều hành ý tưởng. Theo Hồng Lam, Trí Thức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.